Em Hà xin chào các chị và các bạn. Chào mừng các chị quay trở lại với kênh YouTube Hà giảm cân. Video ngày hôm nay em Hà sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái bệnh lý rất là nguy hiểm. Đấy là bệnh suy tim các anh chị nha. Suy tim tức là tình trạng mà tim của chúng ta nó không thể bơm đủ máu cho các cái cơ quan nội tạng làm việc, khiến cho cơ thể của chúng ta thường xuyên bị những cái tình trạng như là mệt mỏi này, rồi thì khó thở. Và suy tim là một trong những cái bệnh lý gây ra tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trong các cái bệnh lý tim mạch đấy các anh chị. Theo thống kê thì những bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim thì trong một năm đầu tiên tỷ lệ tử vong là 20% các anh chị. Và sau 5 năm thì tỷ lệ tử vong nó tăng lên đến tận là 50%. Tức là cứ 10 người mắc suy tim thì sẽ có 5 người là không thể sống quá 5 năm. Cho nên là cái tỷ lệ tử vong của cái bệnh lý suy tim này rất là cao. Và làm thế nào để chúng ta có thể là phòng tránh và kiểm soát được cái bệnh lý suy tim này? Thì video hôm nay hãy cùng em Hà chúng ta phân tích chi tiết hơn các anh chị nha. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau phân tích một số những cái dấu hiệu, triệu chứng cho thấy chức năng tim của chúng ta đang bị suy giảm và mình có khả năng là đang bị suy tim, các chị nhờ. Thì những cái dấu hiệu thứ nhất đấy là các anh chị thường xuyên là mình cảm thấy là khó thở khi mà mình vận động, hay thậm chí khi mình nghỉ ngơi mình cũng có cái cảm giác là khó thở. Thứ hai đấy là thường xuyên bị đau tức ngực. Thứ ba, tăng cân mất kiểm soát do việc chúng ta bị tích nước cũng như là bị phù của cơ thể. Thứ tư, đấy là các anh chị thấy là chân của chúng ta có dấu hiệu bị phù, như là mắt cá chân này, bàn chân, cẳng chân bị phù, thì đấy cũng là dấu hiệu cho thấy là tim của chúng ta đang bị suy giảm, chức năng tim bị suy giảm. Tiếp đến thứ năm, đấy là mình có cái cảm giác như là cái vận động của mình bị suy giảm, mình vận động được một chút là mình đã thấy mệt mỏi, khó thở rồi. Tiếp đến thứ sáu, đấy là cơ thể thường xuyên mệt mỏi, suy nhược. Thứ bảy, chán ăn và buồn nôn. Thứ tám, đấy là thở khò khè rồi ho dai dẳng, và thường là có cái đờm trắng hoặc là đờm hồng, thì đấy cũng là triệu chứng cho thấy là mình bị suy tim. Tiếp đến một triệu chứng nữa, đấy là mình đo mình thấy nhịp tim của mình đập nhanh và đập không đều. Ngoài ra cái khả năng tỉnh táo và cái khả năng tập trung của mình cũng bị suy giảm, thì đấy là những cái dấu hiệu cho thấy là mình có khả năng là bị suy tim, các anh chị cần phải lưu ý. Và sau đây em Hà sẽ chia sẻ cho các anh chị một số lưu ý để giúp cho chúng ta là phòng tránh cũng như là kiểm soát cái bệnh lý suy tim nó hiệu quả, các anh chị nhá. Lưu ý đầu tiên đấy là mình cần hạn chế muối và thực phẩm chứa nhiều muối. Không ngoa khi nói rằng muối là kẻ thù số 1 của những cái bệnh lý về tim mạch. Khi mà chúng ta ăn nhiều muối sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta tích nước nhiều hơn, gây tăng huyết áp, ảnh hưởng rất là tệ hại đến cái sức khỏe tim mạch của chúng ta. Nên là khi mà chúng ta có triệu chứng của suy tim ý, thì các anh chị cần hạn chế muối và thực phẩm chứa nhiều muối, qua đó giúp cho chúng ta kiểm soát huyết áp này, tránh bị tình trạng là tích nước, phù nề, cũng như là giúp cải thiện cái tình trạng khó thở của chúng ta, giúp cái hệ hô hấp của chúng ta nó hoạt động nó tốt hơn. Đó, thì những cái thực phẩm chứa nhiều muối chúng ta đều biết đấy là như là dưa cá muối này, đồ ăn sẵn như là xúc xích, mì tôm, những cái loại đồ ăn đóng hộp, rồi những cái loại thức ăn nhanh, thì những cái thực phẩm đấy chúng chứa nhiều muối, mình cần hạn chế tối đa. Theo khuyến cáo thì những người mà bị mắc suy tim thì một ngày chỉ nên nạp tối đa là 1.500mg muối một ngày thôi. Thế còn những trường hợp nào mà bị suy tim nặng ý, thì cần hạn chế tuyệt đối không ăn muối trong các cái bữa ăn hàng ngày. Tiếp đến lưu ý số 2, đấy là mình cần hạn chế những loại thực phẩm mà chứa nhiều chất béo và thực phẩm mà chứa gây sinh hơi trong cơ thể, các chị nhá. Đầu tiên là những cái thực phẩm chứa nhiều chất béo thì nó sẽ gia tăng nguy cơ bị mỡ máu cao này, gia tăng nguy cơ bị xơ vữa động mạch. Khi mà chúng ta bị tình trạng suy tim ý, thì cái chức năng tim nó đã suy giảm rồi. Cái việc mà bơm dinh dưỡng, bơm máu đến các cơ quan nội tạng nó đã kém rồi. Đây mà chúng ta lại còn bị tình trạng là mỡ máu cao rồi xơ vữa động mạch, khiến cho cái việc lưu thông máu, cái dòng chảy của máu nó bị tắc nghẽn nữa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm đến cái tính mạng của chúng ta. Nên là mình cần tuyệt đối hạn chế những thực phẩm mà chứa nhiều chất béo xấu, ví dụ như là mỡ động vật này, nội tạng động vật này, rồi những cái loại đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ chiên đi chiên lại thì mình cần hạn chế, tuyệt đối tránh. Ngoài ra mình cũng cần hạn chế những cái thực phẩm nào mà gây sinh hơi nhiều các anh chị nhá. Ví dụ như là trứng này, đậu này, thì những cái thực phẩm mà gây sinh hơi nhiều nó sẽ khiến cho cái dạ dày của chúng ta bị trương phồng, khiến cho chúng ta cái tình trạng khó thở của chúng ta nó sẽ trầm trọng hơn. Nên là khi mà những anh chị nào bị suy tim thì mình cũng cần là hạn chế những cái thực phẩm gây sinh hơi, qua đó để giúp cho cái hệ hô hấp của chúng ta nó hoạt động tốt hơn, tránh cái tình trạng khó thở. Và lưu ý số 3, đấy là mình cần phải kiểm soát cái lượng nước uống vào mỗi ngày các anh chị nhá. Đối với người khỏe mạnh ấy, thì một ngày có thể uống từ 2 đến 3 lít nước. Nhưng với những người bị bệnh lý suy tim thì một ngày chỉ nên uống tối đa là từ 1 đến 1,5 lít nước thôi. Bởi vì những người mà mắc bệnh lý suy tim thì cái việc chuyển hóa nước nó gặp khó khăn, hay bị những cái tình trạng như là phù nề và tích nước. Nên là khi mà mình mắc bệnh suy tim ấy, thì mình không nên uống quá nhiều nước trong ngày đâu, các anh chị cần phải lưu ý nhá.
Đấy, một ngày chỉ nên uống tối đa từ 1 đến 1,5 lít nước thôi. Và lưu ý thứ tư, đấy là tuyệt đối tránh xa những cái chất kích thích, những cái loại đồ uống có cồn như là rượu bia, thuốc lá, rồi những cái chất như là cà phê hay là các cái loại trà đặc, thì mình tuyệt đối tránh những cái loại đồ uống này. Nó sẽ gây cản trở, gây ảnh hưởng rất xấu đến cái chức năng của tim mạch. Đối với người khỏe mạnh là mình đã cần phải hạn chế những cái chất kích thích, những cái tác nhân gây hại này rồi. Còn khi mà mình mắc bệnh suy tim thì tuyệt đối tránh xa rượu bia, thuốc lá, rồi cà phê, trà đặc, tuyệt đối tránh xa, các anh chị nhá. Và lưu ý số 5, đấy là mình cần bổ sung nhiều chất xơ trong bữa ăn hàng ngày. Chất xơ thì đến từ những cái loại rau củ quả này, rồi đến từ những cái loại ngũ cốc nguyên cám. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch và cụ thể ở đây là suy tim thì một ngày nên hấp thu ít nhất là từ 25 đến 35 gram chất xơ từ những cái loại thực phẩm ta ăn vào hàng ngày, các anh chị nhá. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta lưu thông máu tốt hơn, qua đó việc cung cấp dinh dưỡng, việc truyền máu nó sẽ tốt hơn, phòng tránh bị những cái tình trạng như là mỡ máu cao, huyết áp cao hay là xơ vữa động mạch rất là tốt. Mình hãy bổ sung nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Và lưu ý cuối cùng, đấy là các anh chị cần bổ sung thêm kali cho cơ thể của chúng ta. Kali là một cái loại khoáng chất rất là quan trọng đối với cái hoạt động của hệ tim mạch. Và thông thường khi mà chúng ta bị mắc những cái bệnh lý tim mạch thì thường là mình sẽ uống những cái loại thuốc gây lợi tiểu, dẫn đến tình trạng cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt kali. Và việc bổ sung kali rất là quan trọng để giúp duy trì cái sức khỏe của tim mạch, các chị nhá. Thì những cái thực phẩm giàu kali như là chuối này, súp lơ xanh này, rồi quả bơ là những cái thực phẩm rất là quan trọng để giúp cho chúng ta tăng cường chức năng của tim mạch, bảo vệ nó tim mạch của chúng ta nó tốt hơn, các chị nhá. Thì đây là một số lưu ý quan trọng đối với những anh chị mà có triệu chứng của bệnh suy tim. Như vậy em Hà vừa chia sẻ xong cho các anh chị một số những cái thông tin về bệnh lý suy tim cũng như là cách phòng tránh. Nếu như các anh chị thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.